Xin chào, mình là Thư. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn giải đề thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao phần Word. Đề thi ngày 27 tháng 11 năm 2016, đề 1. Ở bài này chúng ta sẽ có hai bài nhỏ là một bài trọng thư và một bài tạo sơ đồ SMART. Đầu tiên chúng ta sẽ làm phần trọng thư. Các bạn sẽ xem trước file dữ liệu trọng thư.xlsx. Trong này thì nó sẽ có dòng đầu tiên là tiêu đề. Và các bạn hãy nhớ vị trí của các cột. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái phiếu giao hàng như hình. Đầu tiên chúng ta sẽ lưu file. Đặt tên là PGH. Sau đó các bạn chọn từ phiếu giao hàng cho tới tổng thành tiền. Chọn một công cụ Border, chọn Border and Shading. Trong phần style thì các bạn chọn cái kiểu là một gạch dày ở giữa và hai gạch mỏng ở hai lề trên dưới. Trong phần color thì chọn màu xanh như hình và nhấn nút OK. Sau đó chúng ta sẽ đẩy cái lề trái bằng cái left indent này và lề phải bằng cái hình tam giác này. Tiếp tục, các bạn bôi từ họ tên khách cho tới tổng thành tiền. Và trong phần tab thì các bạn chọn tab trái và đặt lên cây thước ở phần 70cm chẳng hạn. Và sau đó các bạn tab. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành trọng thư. Đầu tiên chúng ta chọn công cụ mailing. Trong phần start mailer này chọn là letter. Tiếp tục chọn vào select recipient. Chọn use an existing link là một file đã có sẵn. Và chọn tới cái file nguồn chứa cái file dữ liệu trọng thư của chúng ta. Click double file. Và các dữ liệu cần thì chúng ta có ở sheet 1. Nhấn OK. Tiếp tục để lọc bớt các thông tin mà trong đề yêu cầu là những người ở quận 1 và quận 8 có số lượng lớn hơn bằng 15. Chúng ta sẽ lọc như sau. Chúng ta chọn vào Edit Recipient List. Trong phần này chúng ta sẽ chọn vào công cụ Filter. Trong phần Fill đầu tiên chúng ta sẽ chọn là địa chỉ. Comparison tức là sự so sánh thì chúng ta sẽ chọn là phần Content tức là chứa. Và chúng sẽ chứa dữ liệu là B1 tức là những người ở quận 1. And số lượng lớn hoặc bằng, chọn greater than or equal 15. Tiếp tục là or, chọn địa chỉ là content quận 8. Và and là số lượng lớn hoặc bằng 15. Sau khi thực hiện công thức này thì chúng ta sẽ có được cái danh sách rút gọn. Nhấn OK. Tiếp tục chọn Insert Merge Field với tương ứng các phần. Và yêu cầu tính tổng thành tiền bằng số lượng nhân cho đơn giá. Ở phần tổng thành tiền này, để làm được các bạn phải có công cụ Developer. Để mở, chúng ta sẽ chọn vào File Option. Trong phần Customer Response thì chọn vào phần Developer và nhấn OK. Tiếp tục chọn vào Developer, chọn vào Legacy Tool và chọn vào Tag Form Field trong phần Legacy Form này. Click up vào phần màu xám mới hiện thị. Trong phần Type chọn Calculation. Trong phần Expression thì các bạn lưu ý là khi các bạn nhập trường phải nhập tuyệt đối chính xác là số xíu gạch lượng nhân cho đơn xíu gạch giá y như là tên các trường mà các bạn đã nhập. Trong phần number format này thì các bạn chọn phân cách hàng nghìn bằng phím bằng nút thăng phẩy thăng thăng không, nhấn OK. Và sau đó thêm một cái chữ đồng phía sau phần tổng thành tiền và chúng ta sẽ xem thử kết quả. Nhấn vào preview result và chúng ta sẽ có ba kết quả như thế này. Nhấn lưu. Đối với bài tiếp theo, tạo sơ đồ và lưu với tên là đào tạo.dlcx. Ở bài này thì để cho nó rộng, chúng ta sẽ chọn layout là orientation là trang sang ngang. Chúng ta sẽ lưu file là đào tạo.
Để tạo một cái sơ đồ như thế này, chúng ta sẽ dùng công cụ Smart Art bằng cách chọn Insert Smart Art. Trong phần Hierarchy, chọn là phần Hierarchy và nhấn OK. Chúng ta sẽ có một cái bảng như thế này. Và để tạo được một cái Smart Art giống như thế này thì chúng ta sẽ để tới cấu trúc của cái phần này. Dưới phần trung tâm tin học, chúng ta có 3 phần nhỏ là lập trình, mạng và đồ họa. Chúng ta sẽ làm như sau. Chọn cái phần ô trung tâm tin học. Để chèn phần cấp dưới, chúng ta sẽ chọn vào Add Shape. Chọn Add Shape Below. Ngành lập trình dưới nó có 3 phần nhỏ thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô đại diện cho lập trình này. Chọn Add Shape Below. Sau khi nhập dữ liệu thô cho tất cả các sơ đồ thì chúng ta thấy là bên file này thì nó đều được xoay sang trái 90 độ ở các dãy bậc 3. Chúng ta sẽ làm theo như sau. Chọn vào phần Text trong ô, click phải, chọn vào Format Text Effect. Trong phần Layout và Property này thì các bạn chọn vào Text Direction là xoay 270 độ, tức là xoay về phía bên trái. Và chúng ta sẽ làm tương tự với cái ô còn lại. Sau đó, phần trung tâm tin học nó có nền màu xanh, chúng ta sẽ chọn vào công cụ Format. Chọn tới màu xanh. Phần ngành lập trình, mạng và đồ họa này nó lại có màu cam, chúng ta sẽ chọn mẫu màu cam ngay phía trên này. Và các chữ còn lại thì nó có màu hơi xám tím. Chúng ta sẽ chọn tất cả và chọn kiểu xám tím và kéo cho nó dọc cao lên. Phần trung tâm tin học thì nó rộng ra. Ngành mạng, đồ họa và lập trình thì nó cũng lớn hơn để đủ chữ một dòng. Và đây là kết quả chúng ta thu được sau khi chúng ta chỉnh sửa. Và để cái nền sơ đồ nó có cái nền màu nâu nâu như thế này, chúng ta sẽ chọn vào cái viền của sơ đồ. Trong phần Format Shape ở bên phải thì các bạn chọn Fill and Line. Trong phần Fill này thì chọn tới phần là Picture or Texture Fill. Và mặc định thì nó sẽ có cái hình tương tự như thế này. Các bạn có thể chọn cái texture khác bằng click vào ô này và chọn cái mình muốn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài thi của đề thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao phần quật, đề thi ngày 27 tháng 11 năm 2016, đề thứ nhất. Chúc bạn thành công. Xin chào.